Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Vướng Tâm, tác giả Giao Ninh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hà cứ ngồi động viên, đấm lưng xoa bóp cho Vương các kiểu, khiến tấm dưới bếp nhìn lên đến là ngứa mát. Chả phải nó nói giúp được sao? Tấm lau dội cái tay vào đít quần, rồi dãy dãy Hà. Chị Hà, xuống đây em nói cho. Hà thấy Tấm gọi thì long tông chạy xuống. Vừa bước đến cửa thì nó trượt chân một phát, ngã cắm đầu, xịt cả máu mũi. Nó ngước lên nhìn Tấm, tức giận. Cô phì cười. Này, đừng nhìn em kiểu đấy chứ. Em chỉ muốn gọi chị xuống để kể cho chị nghe thôi. Nếu chị không muốn nghe thì mời chị lên nhà. Dù ngã đau ê ẩm, nhưng thấy Tấm nói thế, nó vẫn cố nhịn. Ngước lên nhìn Tấm, Hà nó cao chưa đến mét rưỡi, Tấm thì cao đến hơn mét sáu. Mỗi lần đứng gần nói chuyện là y như rằng nó muốn gãy cổ. Sao nào, có chuyện gì thì nói chị nghe, biết đâu chị giúp được. Vâng, em nghĩ chị thông minh, giỏi giang như thế, chắc chắn sẽ giúp được anh Vương. Hà được Tấm khen cho mấy câu thì sướng nức sướng nở, mũi phồng to như cái bát. Tấm thở phào, kể cho nó nghe. Cái vụ đánh bạc trên mạng ngày xưa chị bày cho chồng em ấy, giờ đổ bể hết rồi. Anh Vương bây giờ nợ mấy tỷ cơ. Nếu không trả được, chúng nó cắt gân chân anh ấy. Anh ấy bảo em không được nói cho chị biết, sợ chị nghĩ lại buồn. Nhưng em thấy anh ấy biết chơi đánh bạc là nhờ chị cơ mà. Giờ không nói cho chị nghe thì biết kêu ai bây giờ? Tấm cứ thế kể cho Hà nghe, nửa muốn trách móc, nửa muốn xem nó có cách gì giúp chồng mình không. Vì dù gì nó cũng gia chạm nhiều, biết đâu lại mượn được chỗ nào tạm ứng cho bọn xã hội đen để Vương đỡ khổ. Kể xong, Hà cứ đờ ra trầm ngâm suy nghĩ. Đấy, nói rồi xem nó giải quyết thế nào. Cuối cùng, nó nhìn Tấm phán một câu chắc nịch. Chị có cách rồi, anh Vương không chết được đâu. Chị đi đây. Nói rồi, nó cấp đích đi thẳng, chẳng chào hỏi câu nào. Không biết nó nghĩ ra cách gì mà lại dội dàng đến thế. Tấm lắc đầu, mong là Hà không nói suông. Đến tối, bữa cơm mỗi ngày có cá có thịt, nhưng hôm nay chỉ có đĩa trứng rán, đĩa rau luộc đạm bạc. Bà Cúc mỗi ngày ăn ngon đã quen. Nhìn thấy rau dưa, bà cứ gãy lên gãy xuống, chán nản không buồn ăn. Ông Vũ thấy vậy liền quát. Không ăn được thì để người khác ăn. Chọc ngoáy như rau cho lợn thế bố ai mà ăn được. Hôm nay có trứng còn ngon chán đấy. Ngày mai chỉ sợ cá khô còn không có mà đổ vào mồm đâu. Bà Cúc thấy chồng chửi, đang bực sẵn, liền tiện tay cầm cái bát đập một phát vỡ choang. Mồm bà cứ thế bù loa lên khóc lóc. Ờ đấy, tôi ăn sung mặc sướng quen rồi đấy. Tôi không chịu được khổ đấy. Ai bảo ông khuyến khích nó chơi. Giờ ra nông nổi này, ông còn chửi tôi được à? Thế là hai ông bà chửi nhau loạn hết cả lên. Ông Vũ không làm thế nào được, cầm mâm cơm lia một nhát ra ngoài sân. Thế là chẳng ai được ăn. Đúng là trần đời, người ta nói cấm có sai. Lúc nhiều tiền nhiều của, anh em ngọt liệm. Đến lúc không tiền thì quay ra cãi nhau, mày tao rồi gian tục ra xỉ xói. Tấm thở dài, nhìn chồng bốc từng hạt cơm trắng rơi dãi cho vào mồm đến là thương. Ngày xưa, nếu có ngày này, nghĩ sẽ hả hê lắm. Nhưng đến lúc thế này rồi, cô lại cảm thấy chẳng vui tẹo nào. Ngược lại còn xót xa, cay đắng. Dù gì, đây cũng là nhà chồng cô, gia đình cô gắn bó cả đời. Bị sa cơ thế này, đứa làm dâu như cô, ai mà đành lòng vui cho được. Anh Vương ơi, mở cửa cho em. Tiếng Hà gọi cổng vọng vào, cuộc hỗn loạn cũng dừng hẳn. Nhà Vương dù có đang ghét nhau đến mấy, nhưng thấy người ngoài vào là lại yêu thương nhau ngay. Họ rất giữ cái sĩ diện, nên bên ngoài ai cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc là thế. Bà Cúc lấy vạt áo lau dội vàng giọt nước mắt. Ông Vũ ra sân nhặt nhạnh mảnh bát dở, xong xuôi đâu vào đấy, Tấm mới ra mở cửa. Mới hé cửa bé tí, nó đã chui tọt vào, chạy thẳng lên nhà. Tấm lườm nó.
đúng là hẹn không có ý thức. Nếu là em cô, chắc cô sẽ giả một cái thật mạnh cho chừa. Hà vừa vào đến nhà, tay để trên bàn một bọc ni lông màu đen to đại. Hà dốc hết trong túi ra biết bao nhiêu là tiền, cọc lớn cọc bé, toàn tờ 500 mới cứng. Cả nhà Vương cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Hà đẩy đống tiền về phía Vương, nói: Có tiền đây rồi, anh đem mà trả nợ, chắc thừa ấy chứ. Tấm cứ đứng đấy tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhìn đống tiền, mắt nào mắt nấy sáng rực lên như đèn điện. Vương ôm lấy đống tiền, miệng không ngớt cảm ơn. Hà, cảm ơn em nhiều lắm. Khi nào có tiền, nhất định anh sẽ trả sớm cho em. Nó cười tươi tắn xua tay. Em mà anh còn khách sáo thế à? Đối với em, anh quan trọng nhất cơ mà. Sao anh cứ phải xa lạ như thế làm gì chứ? Giọng nói ngọt ngào của nó cứ dang dẳng bên tai, sao mà lỡ thế chứ? Tấm ngay người, chả biết nó kiếm được ở đâu mà nhiều tiền đến thế, hay là nó bán gì bất hợp pháp chăng? Không thể nào chứ, cỡ nó làm gì có ghen. Đấy đấy, mày nhìn chị Hà đấy, trẻ tuổi mà kiếm được đống tiền, còn mày chỉ giỏi ăn bám là tài thôi. Bà Cúc dúi đầu Tấm một cái thật đau, kéo cô về hiện tại. Sự thật không phải mơ, là Hà đã đưa tiền cho Vương trả nợ. Chồng cô đã thoát nguy hiểm, mà sao Tấm chẳng thể vui cười. Đêm hôm ấy, Hà và Vương đi với nhau qua đêm không về nhà. Tấm biết thừa là Vương đi trả nợ cho Hà, dù gì nó đã giúp chồng cô thoát cửa tử. Có thể nói, Hà là ân nhân của nhà chồng cô, nên nó nói gì, cần gì, Vương cũng sẽ đáp ứng cho nó. Tấm căm tức lắm chứ, nhưng biết làm thế nào được. Cô không thể để đứa con trong bụng sinh ra mà không có bố được. Vương đi trả nợ đời thôi mà, chứ anh ấy làm gì có tình cảm với Hà phải không? Đàn ông mà, họ còn phải nghĩ xa hơn nữa chứ. Mình không thể hẹp hòi như thế được. Cho Hà nó mượn chồng một tí thì đã sao nào? Cho dù những lời này cô bật ra mồm thành tiếng để động viên mình, nhưng thực sự có người phụ nữ nào bao dung tha thứ cho chồng mình được cơ chứ? Vẫn biết là anh chỉ trả nợ đối với Hà. Hà thì nó cần tình dục, còn chồng cô thì cần tiền trả nợ. Hai bên đều có lợi, đây cũng chỉ là cuộc trao đổi. Nhưng sao Tấm cứ thấy nặng nề, đau đớn đến kỳ lạ. Nỗi uất ức đấy hằn lên hai con mắt đỏ ngầu, ngấn lệ. Cô đứng ra ban công, lúc đấy đã là 3 giờ sáng. Chẳng thể ngủ được, bàn tay cứ xoa xoa cái bụng bầu phẳng lì. Anh ơi, mẹ con em vẫn chờ, anh nhất định phải về với vợ với con. Trưa hôm sau, Vương mới về nhà. Người anh sau một đêm bỗng quắt queo, bù xù đến lạ. Trên người chi chít những vết tím tái, củ cắn, củ cấu, củ cào và đầy vết son môi nữa. Tấm quay đi, không dám nhìn vào chồng. Cô sợ sẽ lên cơn ghen mà đánh chồng mất. Nhưng Vương chạy đến, ôm lấy Tấm thật chặt. Vợ hiểu cho anh chỉ trả ơn nó thôi. Ngoài vợ ra, anh không có tình cảm gì với ai cả. Những lời này nghe mới ấm áp làm sao. Tấm nghe còn thấy xao xuyến, nhưng cái mùi nước hoa của con Hà cứ phản phất trên người chồng, làm Tấm không thể tha thứ ngay được. Cô đẩy chồng ra thật mạnh, rồi chạy nhanh xuống bếp. Đàn ông không có tình cảm gì cũng lên giường được ư? Đúng là nực cười thật. Vương bâu lấy Tấm cả ngày hôm ấy. Chăng anh muốn Tấm hiểu, nhưng đời nào có người đàn bà lại vị tha đến thế? Tấm cứ tủi thân chực khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn chồng, càng làm Vương thấy mình tội lỗi. Vợ chồng cô đang cố gắng hòa hợp, mà tại sao ông trời lại cứ gây mâu thuẫn chia lìa hết lần này đến lần khác? Hà nó giờ như vị cứu tinh của nhà chồng. Nó thích gì có nấy, đòi Vương qua đêm với nó, anh cũng không hé răng nửa lời. Chỉ nhìn vợ buồn buồn hối lỗi, rồi lại leo lên xe, đi với nó. Hà nhìn thấy bản mặt ghen tuông của Tấm mà mát lòng mát dạ vô cùng. Nhưng Tấm thì làm gì được nó? Cô mà gây gổ không biết điều, Hà quay ra đòi tiền lại thì cũng chết. Nên nén cục tức vào trong, Tấm không muốn gây sự với nó lúc này. Đợi khi nào nhà chồng Tấm trả nợ cho nó xong, cô quay ra trả thù vẫn chưa muộn. Cứ đêm mà không có chồng nằm cùng cũng thấy trống trải, cô đơn lắm.
Tắm chẳng ngủ được, lại ra ban công đứng. Gió trời mát rượi thổi vào mắt Tắm cay xè. Vương qua đêm cùng Hà bao nhiêu hôm là bấy nhiêu ngày Tắm không ngủ được. Ngày xưa cô có đọc một bài báo về một người đàn ông cặp bồ để lấy tiền về nuôi vợ. Người vợ biết mà chẳng hề nói một lời, ngược lại còn động viên chồng cố gắng kiếm thật nhiều từ bồ để về cho vợ con. Lúc đấy Tắm đọc và cười bà vợ chẳng biết đầu óc thế nào mà lại cho chồng mình có bồ, cặp kè với người phụ nữ khác. Vừa được tình lại vừa được tiền, đúng là sướng không để đâu cho hết. Lúc đấy Tắm còn nghĩ, đàn ông thật rẻ tiền. Đến bây giờ, khi mà chính bản thân mình ở trong hoàn cảnh đấy, chồng cặp kè với người phụ nữ khác, thì Tắm mới cảm nhận được, tình dục thì không thể nuôi sống được con người. Nhưng đôi khi, tình dục có thể kiếm được tiền để cho họ mang về nuôi sống được gia đình. Cô bật cười chua chát. Tối, cả nhà mới ăn cơm xong, Tắm còn chưa kịp dọn bát đũa thì Hà lại thò mặt sang. Khổ, cả mấy ngày nay, tối nào nó cũng đón chồng cô đi qua đêm, chả lẽ nhu cầu nó đòi hỏi cao thế chắc. Nhìn bé tí bé tẹo mà cũng khỏe ra phết. Tắm nhìn, chả buồn hỏi han, cô làm gì có câu hỏi nào phù hợp dành cho đứa đi nhà nghỉ với chồng cô một cách trắng trợn như thế chứ. Hôm nay, nó đi vào có vẻ từ từ, đi đến cửa thì đứng khừ lại. Tắm thoáng ngạc nhiên. Mỗi hôm, nó tòng tọc chạy vào tìm Vương như hổ dồ, váy vóc mặc trên người cũng như không. Ấy thế mà hôm nay lại kín đáo đến thế. Mặt mũi không son phấn, trông cứ như chết trôi, đầu tóc thì rũ rượi. Hôm nay nó bị làm sao thế nhỉ? Tắm bắt đầu để ý đến thái độ của nó. Vào đi, đứng đực ra để làm gì? Mỗi hôm chẳng phải mày nhanh nhẹn lắm hay sao? Ông Dũng từ từ đi vào từ phía sau con gái, tiện chân đá đít nó một phát, chăng cũng khá đau. Hà nhíu lông mày nhưng không dám kêu, chả biết điều gì lại làm cho nó thùy mị nhút nhát đến thế. Nhà chồng Tắm thấy tiếng ông Dũng thì tất cả chạy lên. Hôm nay mẹ Tắm không đi cùng, chỉ có bố con ông Dũng. Sau khi ngồi vào ghế, ông Dũng hất hàm ra lệnh. Mày nói được rồi đấy, đừng có im như hạt thóc nữa. Hà ái ngại, còn không dám nhìn vào mọi người. Sao hôm nay nó lạ quá thể? Tắm đang rửa bát dở, vội chạy lên nhà đứng sau ghế hóng chuyện. Hà mở lời một cách khó khăn. Bố mẹ nuôi, anh Vương, thật ra cái số tiền hôm trước em cho nhà mình mượn, đấy là lấy của bố em. Có chữ lấy không thôi à? Thế còn chữ trộm đâu? Mày lấy trộm cơ mà. Lúc này, mặt con Hà đã đỏ gay, nhưng vì bố nó cứ ngồi đấy bắt bẻ, nó không còn cách khác. Dân, là con ăn trộm, nên mong bố mẹ nuôi khi nào có tiền thì trả lại cho bố con. Có bấy nhiêu chữ thôi, nhưng Hà rặn ra một cách khó khăn. Giờ thì cả nhà đã hiểu ra, chẳng phải Hà tài cán giỏi giang gì, chỉ là chị ấy lấy trộm tiền của bố thôi mà. Có chi đâu mà nhiều, lấy trộm vài tỷ thì bỏ bèn gì. Tắm cười, thầm nghĩ ngợi. Ông bà Vũ ngồi đây cũng ngại chính mặt, chẳng nói được câu nào, miệng chỉ lý nhí, khi nào có thì trả. Tắm đứng ngoài thấy hả hê vô cùng, nào thì tài giỏi, nào thì thông minh, cũng chỉ là dựa dẫm vào bố mình để ăn cắp của ông ấy. Mà tự nhiên, Tắm nhận ra Hà ngu hết phần thiên hạ. Đi đem tiền của bố mình làm bao lâu vất vả để cho một thằng đàn ông có vợ. Hà ơi là Hà, sao ngu thế hả con? Thấy ông Dũng ngồi đấy không nói gì, ông Vũ mới nhẹ nhàng giải thích. Hôm ấy em cũng định đến hỏi mượn anh, nhưng em ngại quá. Lúc đấy Hà nó lại bảo là nó có, nên em mới mượn. Chứ em mà biết nó lấy trộm của anh, em chả dám. Ông Dũng không đáp lời bố chồng Tắm, mà quay ra cảnh báo Hà. Nhưng trong đó, như thể cũng dằn mặt ông Vũ. Từ nay á, mày mà còn gây sự là tao từ mặt luôn. Nuôi mày á chỉ tổ tốn cơm. Tắm đứng đằng sau, cứ mỉm cười trong bụng. Chắc ông Vũ nghĩ rút ruột công trình nhiều quá, nên không nói ông Dũng đây mà. Tắm lên tiếng nói móc bà Cúc. Thế mà mẹ cứ khen chị Hà giỏi,
ăn trộm tiền cũng được khen nữa hả mẹ? Sao mẹ bảo mẹ chú ghét thói ăn cắp vặt cơ mà? À, mấy tỷ thì gọi là ăn cắp vặt thế nào được nhỉ? Bà Cúc ngồi đấy mặt đen kịt, lại chẳng nói câu nào. Còn Hà cứ liếc tắm cháy mặt. Cô sợ gì chứ? Cái thối dại lấy tiền nhà cho trai kêu ai bây giờ? Nhìn thấy Hà cứ chốc chốc lại đưa mắt tình tứ với Vương, ông Dũng tiện thể nói luôn. Mà từ giờ mày hạn chế sang nhà Vương đi. Nó có vợ rồi, đừng để cho vợ nó nghĩ tắm nó hiền lành, phải tao thì mày chết. Thấy bố hăm dọa, nó lý nhí dạ vâng, nhưng tắm thừa biết nó làm sao từ bỏ chồng cô nhanh thế được. Tí ông Dũng về, nó lại thò mặt sang bây giờ đấy. Nói xong, ông Dũng lôi sình sịch con Hà về, miệng nó vẫn nói nhỏ giới theo. Anh Vương, đợi tí nữa em sang. Chồng tắm nghe xong thì quay vào đóng chặt cửa lại, chẳng thèm đáp lại lời Hà. Từ hôm bị bốc phốt ấy, Hà Sang đỡ nói phét hơn rất nhiều. Nếu không có bố nó Sang nói, thì chẳng biết nhà Vương còn nghĩ nó giỏi giang đến cỡ nào nữa. Hôm nay, tắm vừa đi siêu âm về, thai đã được 8 tuần rồi. Tay sờ sờ vào bụng, cảm nhận một sự sống đang lớn dần trong cơ thể. Tắm thích lắm, cảm giác ấy nó thiêng liêng, cao cả lạ thường. Chẳng biết là con trai hay con gái, bố nó liệu có phải là Vương không? Nhưng đã đến lúc Tắm phải nói rồi. Bụng dạo này hơi lồi lồi nên cô khó chịu, muốn mặc váy bầu cho thoải mái. Nợ nần cũng ổn thỏa, nhịp sống gia đình Tắm vẫn thế, nên trưa nay Tắm làm biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Dù gì hôm nay cũng công bố một tin quan trọng, nên Tắm muốn tươm tất thịnh soạn một chút. Thấy Tắm bày vẽ, bà Cúc lại xỉa xói. Gớm, nhà mới khá lên một tí thì ăn hoang phí rồi. Đã chẳng làm ra tiền á, chỉ biết xài phung phí là giỏi thôi. Ờ, thế sao con nghe ai nói ăn ngon quen rồi, ăn đậm bạc không chịu được cơ mà. Đáng lẽ nhiều món ngon thế này mẹ phải khen con mới phải chứ. Đúng ý mẹ rồi còn gì. Thấy con dâu nói lại, bà chỉ biên cấp đích lên nhà chẳng nói câu gì. Tắm chả biết dạo này mình bị sao nữa, cứ hay thích cãi lý với bà Cúc. Vì cô biết bà ấy chẳng bao giờ có thể yêu thương nổi cô, nên thôi cô cũng chẳng cần. Sau khi đã xong bữa, Tắm nhẹ nhàng đặt đĩa nhãn lên bàn. Cô lễ phép thưa chuyện. Thưa bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Cả nhà đang ngồi đợi xem Tắm có chuyện gì mà mặt lại nghiêm trọng đến thế. Cô hít một hơi thật sâu, định mở miệng ra nói thì Hà từ đâu lại chạy vào cướp lời. Bố mẹ nuôi, anh Vương, con cũng có chuyện muốn nói. Dù hơi tức vì sự có mặt của Hà, nhưng thôi không sao, cô cũng muốn từ nay về sau Vương có thêm đứa con, nó sẽ không đến quấy rối lôi kéo chồng cô nữa. Cho nó thôi ý nghĩ chiếm lĩnh Vương đi. Chả biết nó muốn nói gì mà cũng căng thẳng và lo âu lắm. Thôi thì Tắm nhường Hà nói trước. Nó ngồi xuống ghế, bóc một quả nhãn ra cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, bảo bố mẹ Vương, giọng nó thản nhiên. Con có thai rồi. Cả nhà nghe xong cứ cứng đờ ra, nhất là Tắm. Tắm còn chưa nghe rõ, Vương ngồi đấy lắp bắp không nên lời. Con nói gì cơ? Bố mẹ chưa nghe rõ. Chị có thể nói lại được không? Mặt nó cứ cân cân lên, hí hửng nói dõng về. Con có bầu rồi. Dù Hà nói rất chậm, nhưng tim Tắm cứ đập như cối giã gạo liên hoàn. Mặt cô tái xanh chẳng còn giọt máu. Nó có thai với ai? Sao lại nói với nhà cô? Hôm nay cô cũng định nói cô có thai, giờ Hà cũng nói thế thì có ý gì? Tắm dù rất sợ, nhưng cô vẫn tươi cười, tay bẻ chùm nhãn đưa cho Hà. Này, ăn nhãn đi, nhưng ăn ít thôi, chứ có bầu ăn nhãn nhiều không tốt. Thế nói em nghe, chị có bầu với ai để nhà em còn mừng? Mày nói nghe lạ. Chị có phải là thị màu đâu mà mang bầu đi rêu rao khắp nơi. Tao có bầu với anh Vương, chồng của mày đấy Tắm à. Giọng nói rõ ràng, rành mạch và rất sắc lẹm, như thể lưỡi dao đâm trúng vào tim Tắm. Mặt cô biến sắc tái xanh lại, quả nhãn ở tay cô cũng từ từ lăn xuống đất, bị Hà giẫm cho nát bét. Tắm hoang mang lo sợ bao nhiêu, thì Hà hả hê vui mừng bấy nhiêu.
Người tắm như có một luồng điện chạy xẹt qua người, tê dại, quay cuồng. Tắm không tin, cô phá lên cười. Chị ấy lại trêu nhà em rồi. Chị Hà thấy nhà em có vui tí nào không? Chả thấy vui gì cả. Chị khéo đùa kinh á. Tao không đùa. Vui hay không á, mày hỏi chồng mày ấy. Mày hỏi cả bố mẹ chồng mày xem, từ trước đến nay họ có thương yêu gì mày không? Hay họ chỉ coi tao như con dâu á? Nó vừa nói vừa nhìn nhà Vương. Lúc đấy cả ba người cũng chẳng biết phải làm gì. Quả thực ông bà Vũ chỉ nghĩ lấy con trai mình ra câu hà, lấy lòng nó để gần gũi với ông Dũng dễ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Họ chỉ nhận nó làm con nuôi, chứ chưa bao giờ muốn coi nó là con dâu cả. Ông Vũ lên tiếng hỏi Hà. Hà, con có thai từ khi nào? Được 5 tuần rồi bố ạ. À. Đây, giấy khám đây, mọi người cứ xem từ từ. Hà vừa nói, vừa lôi trong túi ra một tờ giấy chi chít chữ. Giọng Hà tuy rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, nhưng ai nghe cũng hiểu, nó nói như thể nó mang cái thai ra để ăn vạ Vương, bắt nhà hắn phải có trách nhiệm. Bà Cúc tứ mồ hôi hột, tay cầm lấy cốc nước run lẩy bẩy đưa lên mồm uống. Vương ngồi đấy, không nói không rằng, ôm đầu nghĩ ngợi. Chăng hắn ta nghĩ, thế nào mà lại có thai với Hà được? Nó ăn chơi thế, chắc gì đã phải con anh. Bao nhiêu câu thắc mắc cứ vây lấy Vương không dứt mà cũng chẳng ai trả lời nổi. Khi đã bình tĩnh, Vương muốn chuyện của Hà tạm gác lại một bên. Anh không muốn nói gì và bao biện gì khi chưa biết Hà mang bầu thật hay không và đó có phải con anh. Hà có quan hệ với anh, nhưng anh cần thời gian xác minh nó có ngủ với ai ngoài anh không đã. Vương nhìn tắm, giọng anh nhẹ nhàng, mắt âu yếm nhìn vợ. Có lẽ chưa có gã đàn ông nào bị người ta đến nhà và đổ cho tội ăn ốc đổ giỏ mà lại bình tĩnh được như Vương. Tắm, chẳng phải em cũng nói có chuyện muốn báo sao? Em nói đi, từ từ mình giải quyết chuyện này. Tắm ấp úng, cô nửa muốn nói nửa không, nhưng biết là sẽ không giấu được mãi. Quan trọng là nhìn thấy bản mặt đắc thắng của Hà, Tắm không chịu được, cũng rút trong túi quần ra tờ kết quả. Cô đập mạnh xuống bàn. Con cũng có bầu rồi. Trái ngược với suy nghĩ của Tắm, nhà chồng phải vui vẻ, Vương phải nhảy cẩn lên mừng và mặt con Hà phải xanh đét vì sợ. Nhưng không, chiếc cốc ở trên tay bà Cúc dở choang, Vương ngồi chết lặng. Còn ông Vũ dở nhanh tờ giấy kết quả của Tắm, xem đó có phải là sự thật không. Hà ngồi đấy, mặt nó vẫn vênh lên thách thức. Có lẽ nó muốn xem ông bà Vũ và Vương sẽ chọn nó hay chọn cô. Tắm ngồi đấy, tay nắm chặt vào quần trấn an tư tưởng. Chắc chắn bố mẹ chọn cô và cả chồng cô nữa. Thai 8 tuần, tại sao giờ mày mới báo? Con cũng định nói rồi, nhưng lúc đấy nhà mình nhiều việc quá nên con chưa kịp nói. Tiếng Tắm lý nhí giải thích càng làm cho Hà cười đắc thắng. Lúc đầu cô nghĩ nói ra Hà sẽ phải sợ mình, nhưng càng thấy nó vênh váo, cô lại lo sợ. Bà Cúc ngồi đấy ôm đầu kêu trời kêu đất. Ôi trời đất ơi, sao nhà tôi lại mắng thế này cơ chứ? Vợ mà đẻ cùng một lúc thì tiền đâu mà nuôi? Bà Cúc chẳng làm được gì ngoài việc làm chuyện thêm rắc rối khó giải quyết. Không khí ngột ngạt bao trùm lên căn nhà, ai nấy đều rất căng thẳng, chẳng ai nói câu nào. Cuối cùng ông Vũ phải lên tiếng. Thôi thế này, Hà, con cứ về nhà nghỉ ngơi. Chuyện có bầu để bố nuôi nghĩ cách, chứ giờ việc bất ngờ quá, cần phải có thời gian suy nghĩ. Dân, nhà mình cứ nghỉ đi. Nếu nhà bố mẹ không nhận thì con chỉ có nương nói với bố con thôi. Bố con cũng chưa biết gì cả. Ấy đừng, từ từ đừng có vội. Con cho bố mẹ vài ngày suy nghĩ, rồi khi nào có quyết định bố sẽ báo. Đừng nói gì với bố con cả, nhớ đấy. Ông Vũ phải xuống nước, nói giọng thật nhẹ nhàng với Hà. Lúc đấy nó mới chịu đi về. Tắm ngồi đấy, không dám nhìn lên. Vì cô biết, bà Cúc, ông Vũ và Vương đang đổ dồn con mắt về phía cô. Tắm thở mạnh, cô chưa từng nghĩ đến việc mình báo có thai lại khó khăn lo sợ đến thế. Nói đi, tao không tin là vì gia đình khó khăn mà mày giấu chuyện này. Tắm ngồi đấy, tim cô gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
hoang mang, sợ hãi tột cùng. Cô trả lời mà vẫn không dám nhìn cả nhà Vương. Chẳng lẽ cô lại nói vì cô chẳng biết đứa này là con ai nên không dám báo? Vì đứa đầu là con gái, cô sợ đứa sau sẽ là nữ nên càng giấu. Nhưng Tấm không nói được những lời đấy. Cô thì làm gì có gan. Vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng như một nồi mỡ sôi sục, nóng rát. Con nói thật mà, lúc đầu con có định nói chồng con, nhưng thấy anh ấy đang bảo khó khăn, nên cô lại thôi, không nói. Tấm liếc chồng, ra vẻ cầu cứu. Vương hiểu ý, liền lên tiếng bên vợ. Lúc này, hắn cũng sợ hãi không kém. Sợ đẻ là một, nhưng sợ bố mẹ hắn chửi là mười. Tấm có nói với con thật, nhưng lúc đấy con không để ý, nên chỉ nghĩ cô ấy hỏi vui thôi. Chúng mày có thấy vui không? Vợ con Hà cũng có bầu đấy. Chúng mày nên nhớ, nó còn giám đốc đấy. Không khôn khéo với nó, chỉ có nước bốc cứt mà ăn. Con với cái, chỉ giỏi làm khổ tao. Bà Cúc gào ầm lên, tiếng bà chát chúa nghe mấy xót ruột làm sao. Tấm và Vương ngồi đấy, chẳng dám hé răng câu nào. Bố chồng đi đi lại lại, rồi châm một điếu thuốc ra hút. Được 8 tuần rồi, có biết con trai hay con gái chưa? Chưa bố ạ. À. Giọng ông Vũ trùng hẳn xuống, hỏi han nhẹ nhàng, khiến Tấm càng hoảng. Ông cứ ngồi bóp trán suy nghĩ. Cuối cùng, ông dứt mạnh điếu thuốc đang cháy dở xuống đất. Mày đi phá ngay đi. Đang nhẹ nhàng, ông Vũ dứt khoát, thẳng thắn, không úp mở. Tấm còn chưa hết bàng hoàng. Cô dương đôi mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn ông. Bố bảo gì cơ? Sao bố có thể nói như thế? Cháu nội bố cơ mà, bố có nghĩ kỹ trước khi nói không thế hả? Tấm gào lên trách. Bố chồng không trả lời, ông đứng dậy, đi về phía cửa tìm chút không khí thoáng đãng. Mặt ông xám xịt, chắc có lẽ ông cũng đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Một lúc sau, ông trả lời Tấm, nhưng mà không quay vào. Ông cứ nói trong vô thức. Chắc ông sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt con dâu căm ghét ông đến cỡ nào. Suốt gần 2 năm làm dâu, có lẽ bây giờ ông mới nói một câu tử tế với Tấm. Bố biết chuyện này nói ra thì bất nhân, nhưng không còn cách nào con ạ. Nó vẫn chưa hoàn thiện một con người, mà sinh ra không có tiền thì nó cũng khổ. Chi bằng... Nói đến đây, ông lấp lửng không nói tiếp. Hóa ra, tiền đối với nhà Vương lại quan trọng như thế, quan trọng hơn cả một đứa trẻ con còn chưa ra đời. Tấm không khóc nổi. Thật sự bây giờ cô đang rất tỉnh táo, nhưng có lẽ sự căm thù đang bốc lên ngùn ngụt trên đầu. Tấm nhìn tất cả mọi người trong nhà, ai cũng tránh né, ánh mắt họ vô cảm đến đáng sợ. Đến cả Vương, con anh ta đấy, nhưng gã cũng chẳng định đoạt được, lại nhờ vả đến bố mẹ. Có lẽ tiền là trên hết, họ có thể giẫm đạp và giết chết một đứa trẻ con chưa biết ánh mặt trời ư? Tấm vẫn muốn thử, vẫn muốn nói cho nhà họ hiểu, dù điều kiện có khó khăn thế nào, cô cũng có thể nuôi nấng được hai đứa con nên người. Nhà mình đừng nghĩ tiêu cực như thế có được không? Ngày xưa mẹ con đẻ con ra chẳng có đồng nào cả, đầu óc lại không bình thường. Ấy thế mà dở, con vẫn sống tốt đấy thôi. Nhà này làm sao như thế được? Đấy là ngày xưa thôi, dở mà uống nước gạo ăn cháo trắng thì thiên hạ cười cho thối mũi. Nghĩ cho nó rộng rộng ra, nghĩ nông thì chỉ có chết thôi con à. Bà Cúc chẳng nhẹ nhàng được như ông Vũ, mồm bà cứ tru tréo lên nhiếc móc Tấm. Bây giờ thấy nhà họ đang dồn Tấm vào đường cùng, cô chẳng có ai bên vực, tủi thân khóc nức nở. Tấm quỳ gối xuống nền đá lạnh toát để van xin họ suy nghĩ lại. Con xin bố mẹ, dù gì cũng là con người, một sinh linh bé nhỏ lại là cháu của bố mẹ. Bố mẹ đừng lạnh lùng như thế. Kìa mình xin bố mẹ cho con mình được sống đi. Giọng Tấm gào lên, nghe mới ai oán làm sao, thiết tha và xót thương làm sao. Ai nghe cũng phải động lòng. Có ai lại bình tĩnh được khi thấy người ta định đoạt sự sống chết của con mình như thế? Vương thấy vợ nói vậy thì gật gật, cũng cùng quỳ bên cạnh Tấm, xin xỏ như một cái máy. Nhìn đôi vợ chồng trẻ quỳ lại, đến gỗ đá thấy cảnh này, chăng cũng khóc theo, chứ không ai nhìn được. Tấm
chứ nói gì con người như ông bà Vũ. Nén thở dài mệt nhọc, ông bảo: Thôi, chuyện này cứ từ từ tính, đâu rồi có đó, để tao nghĩ tiếp. Chắc ông sợ Tấm làm càn nên ông hạ giọng. Ông châm điếu thuốc rồi phóng xe ra ngoài. Tấm ngồi phịch xuống đất, đôi mắt thất thần nhìn theo ông Vũ ra ngoài ngõ. Có mơ, cô cũng chẳng tưởng tượng ra nổi những câu nói lúc nãy nhà chồng nói với mình. Dù mới ăn cơm xong, nhưng ruột gan Tấm cứ cồn cào, nóng bỏng. Vương ngồi đáy, cầm lấy tay vợ động viên. Vợ đừng nghĩ ngợi gì nhiều, sẽ có cách thôi mà. Bố nóng, bố nói thế thôi, vợ chồng mình sẽ cùng nhau nuôi con nhé. Vương nhìn vợ, âu yếm an ủi. Hắn sờ vào cái bụng bé tròn tròn của vợ, trò chuyện với con. Tấm nhìn chồng, khuôn mặt đã có phần dịu lại, chứ không còn ánh mắt căm thù như ban nãy. Một lần nữa, những câu nói của chồng lại làm Tấm động lòng. Một diễn tưởng về cuộc sống của hai vợ chồng trước mắt, đẹp đẽ, mơ mộng. Nhưng chỉ sợ rằng cô có phúc mà chạm tay giới tới hay không. Bà Cúc thấy vợ chồng âu yếm nhau thì ra vẻ khó chịu. Bà phổi phổi đít quần đứng dậy, bà nguýt một cái rõ dài: Gớm, đến ăn còn không lo nổi nữa là con với cái. Mơ thì lúc nào chả đẹp, cứ đụng vào miếng cơm manh áo mới biết. Bà ấy là thế đấy, chỉ giỏi phá nát giấc mộng của đôi vợ chồng trẻ. Tấm nghĩ, may quá còn có chồng bên cạnh. Nếu Vương mà cũng cùng phe với bố mẹ hắn, có lẽ Tấm cũng chả thiết tha gì với căn nhà này nữa. Nhưng đàn bà lạ lắm, cả thế giới có sụp đổ dưới chân cũng chẳng mềm lòng. Ấy thế mà, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của đàn ông thì đã yếu dợt ra đổ gục. Tấm cũng thế, cô chẳng phải là cô Tấm xinh đẹp, có số phận sung sướng bên nhà vua trong truyện cổ tích. Cô chỉ là cô, một cô gái bình thường như bao người con gái khác. Sau bao nhiêu khó khăn bão tố, chỉ một mình Tấm gồng lên chịu đựng. Cuối cùng rồi cô được gì? Được một thằng chồng và hai đứa con nhỏ. Như thế đối với Tấm, vậy là ông trời cũng đã thương xót cô lắm rồi. Cả đêm hôm ấy, cô chẳng tài nào ngủ được. Càng nghĩ, cô lại càng thương con, thương chính bản thân mình. Bên cạnh, Vương và con bóng vẫn ngủ say. Tấm xoay người nhìn anh, nhìn vào khuôn mặt non choẹt bảnh bao của người cô gọi là chồng suốt hai năm qua. Ký ức về chuyện cũ lại ùa về. Cái đêm định mệnh ấy, cái đêm đầy nhục nhã ê chề ấy, Vương cướp đi đời con gái trong trắng của cô dưới ánh trăng hôn rằm sáng rọi. Vệt máu trên của Tấm ướt nhòe hai đầu ngón tay. Vương chẳng ngần ngại quệt lên mặt mình, thề thốt: Anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em. Cô khóc lóc, buồn chứ, mất đi cái ngàn vàng cho người cô không hề yêu, đau đớn lắm chứ. Và quãng thời gian làm dâu nhà họ Vương giống như là địa ngục, cô lại càng chán nản, sợ hãi. Đến bây giờ, sau vài năm, hai người đã chấp nhận nhau, yêu thương nhau, thì ông trời lại tiếp tục thử thách. Tấm nằm, nhìn chằm chằm vào mặt chồng nghĩ ngợi. Liệu người đàn ông này có đủ mạnh mẽ, đủ can đảm, đủ bản lĩnh để bảo vệ mẹ con cô trước giông tố cuộc đời không? Con Tấm đâu? Tấm, ra mở cửa cho chị. Bố mẹ chồng ơi, ra mở cửa cho con dâu vào. Ngủ gì mà say sưa như chết thế hả? Giọng Hà trong đêm khuya vắng càng giọng to. Tấm nghe thấy rồi mà cô chẳng ra. Cô không muốn nhìn thấy bản mặt nó một tí nào, nên chùm chăn giả vờ không nghe thấy. Bà Cúc lật đật chạy ra sân mở cổng, nói khẽ khàng: Kìa Hà, đêm hôm rồi không ngủ lại còn đi đâu? Về nhà ngủ đi chứ. Con gái con lứa một thân một mình, ăn mặc thì hở hang, nhỡ thằng nào làm gì thì sao? Con thì sợ gì? Đằng nào anh Vương cũng làm gì rồi còn gì. Cháu mẹ đây này, mẹ sờ vào mà xem. Nó gào lên rồi dí tay bà Cúc vào cái bụng nó. Bà thấy nó nói to, sợ hàng xóm biết thì lôi sình sịch Hà vào trong. Nó uống rượu say đến nỗi nói còn xoắn hết cả lưỡi vào. Nó thở ra đằng mồm, người đứng gần cũng phải say theo nó. Bà Cúc thở dài, đẩy nó nằm xuống ghế. Khiếp, có bầu mà còn rượu chè thế này. Đúng là đàn bà giặt cái, đẻ con ra không khéo lại bằng ngón tay sưng. Này nhá, mẹ đừng có nói dớ dẫn. Cháu mẹ đấy, con anh Vương đấy. Nhà này không nuôi, con đi nhà khác.
Mẹ tưởng không ai dám giận cha à? Xin lỗi nhé. Đây. Chẳng qua con thương anh Vương nhà mình thôi. Con có phải dạng xấu xí đâu mà không có ai yêu. Mẹ chồng Tâm cứ nghĩ nó say không biết gì, liền buộc mồm chửi. Ai dè nó nghe thấy, bà ấy lại xuống nước mềm mỏng. Tâm ở trên, nghe thấy nó nói thì phì cười. Hẳn là nó xinh đẹp, nên đầy đứa theo. Nó cao mét mốt, mà thêm giống của chồng cô cao mét rưỡi, thì đúng là bằng cái kẹo thật. Nghĩ tới đây, Tâm lại thấy mình đúng là dở hơi. Chồng mình nó còn có con riêng, mà bản thân bình tĩnh lạ thường như thế. Nhìn hắn ngủ say, Tâm lấy tay giả thật mạnh một cái vào mồm. Vương giật bắn mình trồm dậy, mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh. Không có gì, hắn lại nằm lăn ra ngủ tiếp. Hà ở dưới phòng khách, miệng vẫn nói không ngớt. Nó cũng không cho bà Cúc đi ngủ. Lúc nó tỉnh, thì giả tạo thục nữ lễ phép, nói nhỏ nhẹ với ông bà Vũ. Khi say, Hà mới lộ ra bản chất thật sự của nó. Nói khá nhiều và hay văn tục. Nó nói với mẹ chồng Tắm, lâu lâu lại buột miệng ra chửi. Có lẽ say bà ấy không chấp. Với lại con giám đốc cơ mà, chứ phải như Tắm, chắc bà chẳng để cô yên. Ơ mẹ, thế anh Vương đâu rồi? Vương gì nữa? Đêm hôm nó còn ngủ chứ, ai mà dậy vào giờ này để nói chuyện nữa hả con? Mặc cho bà Cúc nói, nó tòng tọc chạy lên tầng gõ cửa. Giọng nó oang oang lên không ngớt, tay đập cửa rầm rầm. Anh Vương ơi, mở cửa em vào ngủ với. Còn Tắm kia, cút ra cho tao ngủ, trả chồng cho tao mau. Tắm ngồi trong chạy lại khóa trái cửa. Vương mặc kệ, vẫn cứ ngủ ngon lành. Chỉ có con bóng là bị đánh thức, khóc không ngừng. Ngồi thu lưu ở góc nhà, tay bế con, cho con yên giấc. Ngoài kia, tiếng Hà vẫn vang lên đòi chồng không ngớt. Tắm vừa cười, vừa khóc chua chát, cay đắng. Ai mới là vợ Vương đây? Loạn hết rồi. Nếu sớm biết sẽ có ngày này, chắc có lẽ cô không ngu mà nghe lời ngon ngọt nữa. Chỉ tiếc là giờ lại có thêm một sinh linh bé nhỏ. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi. Tiếng gào thét chát chúa trong đêm vắng khiến nước mắt Tắm trong căn phòng khang trang rộng rãi càng thêm trống trải, cô đơn đến lạnh lùng. Tắm ôm chặt lấy con, cô muốn gào lên thật to cho bỏ tức nhưng chẳng dám. Nước mắt cứ thế nhỏ lên mặt con gái bé bỏng, nóng hổi, mặn đắng. Tắm nhìn con, thơm lấy thơm để, thốt ra lời. Con ơi, mẹ phải làm thế nào đây? Tắm ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Cô giật mình tỉnh giấc thì đã hơn 5 giờ sáng. Nhẹ nhàng bế con lên giường nằm chung với bố, rồi lại chạy thật nhanh đi rửa mặt xuống nhà. Cô đi đến cầu thang, mùi tanh bốc lên nồng nàn, thật khủng khiếp. Dưới đất, ngay tại phòng khách, Hà đang nằm trên đống nôn của chính mình. Cái váy đã vừa mỏng, vừa ngắn, bị nó tóc lên tận mặt. Tắm thấy cảnh tượng kinh tởm này lại nôn thốc nôn tháo. Nhà Vương sau một đêm đã bị nó đập phá cho tan tành. Tắm mặc kệ, cô đi nấu đồ ăn sáng trước, cho nó nằm đấy thêm lúc nữa. Cô đi xuống bếp, vừa đi vừa nghĩ. Tại sao Hà có thể thích chồng mình được cơ chứ? Trong khi nhà Hà vừa giàu có, bản thân nó lại không đến nỗi xấu tệ, học hành cũng đến nơi đến chốn, thì việc gì lại phải đâm đầu vào đứa có vợ như Vương? Hắn cũng chẳng đẹp đẽ dỗi dang gì. Cuối cùng, Tắm chép miệng thở dài. Có lẽ khẩu vị của nó hơi tệ. Nếu nó mà biết liêm sỉ, thì đâu đến nỗi này. Ông bà Vũ đã dậy, chồng Tắm cũng vừa bế con xuống nhà. Thấy bãi chiến trường la liệt, bà Cúc gào ầm lên. Tắm ơi, sao mày lại để kinh khủng thế này? Còn không ra mà dọn đi. Ôi trời ơi, chắc tao chết mất. Mặc cho tiếng nói oang oang của bà Cúc bên tai, nhưng Hà vẫn ngủ ngon lành. Tắm từ từ đi lên, bảo chồng mình. Chồng, ra đây vợ nhờ này. Mới đầu tưởng Tắm nhờ dọn, hắn lắc đầu lia lịa không ra. Cuối cùng, Tắm phải bảo. Nhờ một tí thôi, không sao đâu. Nói rồi, đứa cầm tay, đứa cầm chân khinh Hà ra ngoài sân để. Vương sợ bẩn đến nỗi, hắn còn đeo khẩu trang, đeo găng tay đàng hoàng.
Tấm dù tức lắm, nhưng Biên chẳng thể đánh nó, nên cô đành nghĩ ra chiêu chơi một vố cho nó chừa. Cô lau dọn nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc. Trần đời, Tấm chưa thấy con nào ở bẩn như Hà. Dọn dẹp xong xuôi, Hà vẫn nằm ở sân ngủ ngon lành. Tấm kéo ống nước, dặn dòi xịt thẳng vào người nó. Cô vừa đắc ý cười, vừa nghĩ ngợi. Cỡ này phải tắm như tắm cho lợn thì mới sạch được. Ông bà Vũ thấy thế cũng chẳng phản đối gì, vì bố mẹ Tấm rất sợ bẩn. Cô biết họ cũng chẳng ưa gì nó, chỉ vì Hà là con giám đốc nên mới nhún nhường như vậy. Bà Cúc thò đầu ra ngoài, nhắc. Xịt cũng nhẹ thôi, không thai nó bị làm sao thì chết dở đấy. Tấm nhìn bà, đôi mắt lại đỏ lên thù hận. Bà ấy lo cho nó, còn cô thì sao? Cô cũng đang mang thai cơ mà. Tại sao họ lại bắt cô phá? Cô chợt nhận ra, dù cố gắng đến mấy, cô cũng chẳng bao giờ được họ chấp nhận. Đơn giản vì cô nghèo, không kiếm ra tiền, nên họ càng khinh bỉ. Trong lúc không kiềm chế được, Tấm chạy ra chỗ Hà. Nó vẫn còn nằm ngủ say như chết. Tấm túm lấy tóc, tát tới tấp vào mặt nó. Lúc đấy nó mới tỉnh dậy, thấy mình đang bị Tấm túm tóc đánh. Nó gào lên kêu cứu. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con! Mày làm gì thế hả, con điên này? Chắc nó cũng đang rất sợ hãi khi thấy Tấm cứ đánh nó như thế. Người thì nhỏ thó, cộng với việc hôm qua uống say, nên Hà chỉ biết nằm im chịu trận. Bà Cúc nghe tiếng kêu thì chạy lên nhà. Bà khen nhưng không được. Cuối cùng, không biết làm thế nào cho Tấm buông, bà tát Tấm thật mạnh, máu mũi cứ thế tuôn ra. Tấm dừng tay nhìn mẹ chồng. Nhờ cái tát ấy, cô thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Sao mẹ đánh con? Tao đánh cho mày tỉnh. Cái gì cũng có mức độ thôi chứ. Mày như thế mà nhìn được à? Hà lúc đầu hoảng sợ, nép sau lưng mẹ chồng cô trốn tránh. Về sau thấy bà bên giật, nó càng vênh mặt, cười nhếch mép đắc thắng. Tấm đứng đấy, đôi mắt cô đờ đẫn hoảng loạn. Thực sự cô không biết mình sai ở đâu. Sai ở chỗ nào? Chính họ đã ép cô phải như thế. Chẳng lẽ bây giờ cô phải nín nhịn, giả mù giả điếc để cho người ta hả lòng hả dạ sao? Hà được đà càng khóc lóc to hơn để bà Cúc dỗ dành. Về sau bà ấy bảo, thôi nín đi con, hay để mẹ dẫn con đi mua sữa bầu nhé. Nó lấy tay lau nước mắt rồi gật đầu. Đúng là nực cười mà. Tối qua còn chửi bà Cúc chẳng ra gì, ấy thế mà nay lại yếu dợt ra nũng nịu. Tấm mang bầu 8 tuần, còn chưa uống một giọt sữa bầu nào. Hà mới có 5 tuần mà đã mua sữa bầu uống. Đúng là ông trời quá bất công. Hai người họ dắt nhau đi. Cô ngồi đấy, mắt nhìn ra vô định, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Bầu trời đang hửng nắng, nhưng trước mắt cô là một màu đen kịch u ám. Vương thấy vợ ngồi ngoài hè thất thần. Anh chạy lại bế con, cùng ngồi xuống nắm lấy tay vợ. Đôi mắt nhìn thương cảm, âu yếm. Vợ đừng lo, có anh với con ở đây rồi. Em thay quần áo đi, rồi cả nhà đi mua sữa bầu cho mẹ nó nhé. Ban nãy, cô còn hung hăng như là lên cơn điên dại. Ấy thế mà nghe giọng Vương, Tấm lại mũi dài, yếu lòng. Cô khóc nức nở ôm chầm lấy chồng mình. Như thể khi cả thế giới chống lại cô, thì cô vẫn còn một người bên cạnh. Chăng không vì Vương, có lẽ cô không mạnh mẽ mà trụ lại. Thật sự cô không biết phải làm gì. Nếu cô bỏ đi, bóng sẽ khổ, bản thân phải bươn trải khi tuổi đời quá trẻ, cuộc sống sẽ bấp bênh. Hơn nữa, cô chẳng biết làm gì. Lúc đấy mẹ cô lại suy nghĩ, cô không muốn mẹ một lần nữa phải quỳ lại van xin bất kỳ ai. Chi bằng, cô cứ sống trong căn nhà này, vẫn có chồng bên cạnh, cuộc sống không quá vất vả. Đợi sau có điều kiện, cô sẽ nói Vương ra ở riêng. Vợ chồng Tấm dắt con đi siêu thị mua sữa bầu. Bóng được đi chơi nên thích lắm, cứ cười hiếp mắt thích thú. Nhìn họ đúng là một gia đình hạnh phúc, nhưng chẳng ai biết đằng sau đang có bao nhiêu khó khăn bão tố đang chờ. Nhìn chồng con mình nô đùa, Tấm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản. Ước gì cả nhà họ luôn cười tươi thế này, luôn an nhiên viên mãn thế này, thì dù có bao nhiêu thử thách, Tấm cũng sẵn sàng vượt qua.
Chỉ cần Vương nói Tấm là vợ anh, suốt đời suốt kiếp mãi là vợ anh, và anh cần cô hơn bất kỳ điều gì trên đời này, thì Tấm bằng lòng tha thứ, bằng lòng chấp nhận cùng anh đi đến hết đời. Đàn bà thật đơn giản phải không? Chẳng cần đài cát cao sang, chẳng cần tiền tài danh vọng, họ chỉ cần một mái nhà bình yên, đầy ắp hạnh phúc, như thế đã đủ mãn nguyện rồi. Khi về đến nhà, Tấm đã thấy Hà bày la liệt, nào là váy bầu, nào sữa, nào thuốc bổ các thứ ra nhà. Tấm thừa hiểu, nó chỉ muốn chọc tức cô, cho cô giận tím mặt, rồi tự lết xác ra khỏi nhà này thôi. Nhưng cô lì lắm, ghen cũng chẳng bé. Nó càng muốn thế, thì Tấm còn lâu mới để cho nó đạt được ý nguyện. Ai chửi Tấm ngu? Xin thưa, Tấm không ngu. Cô ấy chỉ vì đấu tranh giành lại tổ ấm nhỏ thôi. Cứ thử đặt mình vào Tấm. Cha không có, mẹ lại như thế, gia cảnh nghèo xác xơ, thì cô thiết tha được một mái ấm hoàn chỉnh, vậy có quá đáng quá không? Trên đời này, không có người đàn bà nào chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mình mà không nghĩ tới con cái cả. Tấm cũng thế, bản năng của một người mẹ muốn cho con mình một cuộc sống đủ đầy, buộc Tấm phải ở lại. Ai cũng sẽ có những hướng giải quyết của riêng mình, nên đừng trách Tấm, cô ấy đã quá khổ rồi. Em ngồi xuống đây đi, mẹ mới mua cho chị bao nhiêu là váy, nào là thuốc nữa nè, ép chị uống đấy. Mà chị lại nghĩ đến em cũng đang bầu cơ mà, nên chị cho em một ít để em uống cho khỏe. Tấm đi ra ngoài, không khí thoáng mát nhẹ dịu, ấy thế mà vào trong nhà, thấy Hà ngồi đấy, lại thấy khó chịu ngột ngạt vô cùng. Cô xách túi đồ xuống nhà chuẩn bị. Dù Hà có dịu dàng đến đâu, có cởi mở đến cỡ nào, thì tâm địa nó ai mà biết được. Huống chi, nó muốn tống cổ cô ra khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Này, chị đang cố gắng hòa thuận với em đấy. Mẹ bảo chị phải ăn ở hiền lành để tích đức cho con sau này. Nên em đừng chọc tức chị. Mình là người một nhà rồi cơ mà, phải không em Tấm? Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chua còn hơn cứt mèo của Hà đi từ đằng sau vọng lại. Nghe sao mà tởm lợm. Tấm dừng tay, quay người lại, tươi cười đáp lời. Ai là người một nhà với chị thế hả chị Hà? Nhà này hộ khẩu chưa có tên chị, nên chị đừng làm thân sớm thế. À, còn câu sống hiền lành để đức cho con ấy. Câu đấy chỉ dành cho người vợ thôi, chứ dạng phò phạch thì không nên nói câu đấy chị à. Dơ lắm, nghe khấm khú chết đi được ấy. Tấm lạnh lùng, chẳng chút sợ hãi. Hà đứng đấy tức điên người, túm lấy váy thật chặt. Nó không làm thế nào được, liền lăn đùng ngã ngửa ra đất, gào lên gọi bà Cúc. Mẹ ơi! Mẹ xem con Tấm nó đánh chết con đi này! Sao mà ác thế hả Tấm? Gào to nữa lên, bà Cúc ra ngoài rồi. Để xem có ai dạo mà nghe chị kêu không nhé. Hà biết là chẳng có ai ăn vạ được, nên đành giận dỗi đi lên nhà. Vương cả ngày ở trong phòng chơi với con, tránh mặt Hà nên khóa trái cửa suốt. Thế cũng hay, nó vào được, lại quyến rũ chồng cô thì chết dở. Hà suốt ngày ở trong nhà Vương không chịu về. Ông Dũng thì chả thấy gọi một cuốc tìm con, hay hỏi con xem đang ở đâu. Có lẽ ông cũng không phải người quan tâm đến con cái. Nếu là người cẩn thận, không thấy con ở nhà, sẽ phải rối rít lên đi tìm. Có lẽ vì không được người nhà quan tâm, nên nó mới hư thân đến như thế. 8 giờ tối, vẫn chưa thấy ông bà Vũ về ăn cơm. Tấm cũng sốt ruột, nhưng không dám gọi. Dạo này, chẳng biết công việc thế nào mà ông bà ấy đi sớm về muộn liên tục. Cơm canh nguội hết, Tấm đậy lòng bàn vào ngồi chờ. Hà nằm trên ghế, đói quá, không chịu được. Nó gào lên. Ăn cơm trước đi, biết đâu mà chờ. Không dễ thì cho nhịn. Hà tức tối lèm bèm, Tấm chẳng để tâm. Người như nó ăn suốt ngày, nên nhịn một lúc cũng chẳng chết được. Về sau không chịu nổi nữa, nó cắp đít ra ghế ngồi ăn một mình. Ăn như thể chết đói 3 năm, nhớ được hạt cơm thì hốc hấy hốc để. Tiếng cánh cổng sắt vang lên quen thuộc, có lẽ là bố mẹ chồng Tấm về. Con Hà đang ăn ngon lành, thấy Tấm chạy ra ngoài cổng đón, thì nhẹ dội miếng cơm ra mâm. Tay chống cằm giả vờ nôn ngén, mồm không ngớt rên rỉ.
Ôi trời ơi, ngán quá, ngán chết mất thôi. Anh ơi, trận này anh phải giúp em, chứ không chắc em đi tù mất. Chú nói nghe lạ, chú mà đi tù, chắc tôi cũng yên ổn đấy. Từ từ để tôi nghĩ cách, cứ cuốn lên là chẳng có ích gì đâu. Giọng ông Vũ vừa đi vừa xin xỏ ông Dũng, làm Hà trong này nghe thấy giọng bố mình thì giật bắn người. Mồm im phăng phát, không giả vờ giả dịch như ban nãy nữa. Tấm phì cười, chả biết nó diễn cho ai xem. Ông Dũng vào nhà cùng mọi người, thấy con gái ngồi đấy, ông cũng chẳng nói gì, lơ như không. Chả biết nó sống thế nào mà ông ấy lại đối xử lạnh nhạt đến thế. Mẹ Tấm cũng sang, bà chắc cũng chưa biết cô và con Hà có bầu. Nếu biết, chắc bà lại bù lu bù loa lên mất. Tấm cũng chẳng thiết cho mẹ mình biết, bà lại nghĩ ngợi rồi sinh bệnh thì khổ. Nghe mẹ Tấm kể dụng, ông Vũ thầu xây nhà khu chung cư, thế nào mà lại để tai nạn lao động, người bị chấn thương sọ não, người gãy tay gãy chân. Tuy không chết người, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Công an đang vào cuộc điều tra, có vẻ gay lắm. Tấm thở dài, chăng ông Vũ ăn bớt tiền thi công nên mới thế. Nhưng cô vẫn giấu nhẹm, không kể cho mẹ biết. Lỡ bà ấy lại nói với ông Dũng, lại chết dở. Bữa ăn hôm nay có cả nhà ông Dũng, nhưng chẳng ai nuốt nổi. Nhìn khuôn mặt từng người căng thẳng, Tấm cũng đâm ra lo lắng. Chỉ có Hà là ăn không ngừng, lâu lâu lại giả vờ nôn trớ, nhìn trông ngứa cả mắt. Ăn xong á thì liệu liệu mà về, to đầu rồi, chứ còn bé bỏng gì nữa đâu, đừng có để tao đánh. Bố không đánh được con đâu, con có bầu rồi, con của anh Vương, con không ở đây thì ở đâu? Câu trước ông Dũng nói, câu sau ông đã dọa đánh nó. Nghe nó nói có bầu, mặt ông tái lại, ông đứng dậy định đánh nó. Mẹ Tấm ngồi đấy cũng ngỡ ngàng, bà nhìn cô thương khôn xiết. Có lẽ bà hiểu, Hà mà có bầu thì cô phải chịu sức ép lớn đến cỡ nào. Nhưng chưa đợi mẹ mình hỏi, Tấm cũng nhanh nhậu đáp lời. Mẹ đừng lo, con cũng có bầu rồi. Mẹ lại có thêm đứa cháu nữa rồi đấy. Nhà chồng con thì con ở, không ai bắt nạt được con đâu. Mẹ yên tâm. Còn chuyện của bố mẹ con bác Dũng cứ giải quyết trước cho ổn thỏa đi. Chuyện có bầu này tính sau. Cả nhà thấy Tấm nói chí phải nên không ai nói gì thêm. Tấm định nói trọn vẹn câu là ông Dũng cứ giải quyết cho xong việc đi, rồi sang đây hốt con trời đánh này về sau cũng được. Con Hà biết ở nhà Vương thì bố nó sẽ chẳng đánh được, nên mặt lại vênh lên. Kỳ lạ là dù nó đang mang bầu, nhưng ông Dũng chẳng hỏi han lấy một lời, xem bao nhiêu tuần hay có ngán ngẩm gì không. Đằng này ông lặng thinh như điếc, có lẽ đã quá bất lực với con cái mình, nên dù nó có làm sao, chăng ông ta cũng chẳng động lòng. Trước khi về, ông Dũng an ủi Tấm. Con cứ chịu khó một thời gian, để bác giải quyết xong việc của bố chồng con, rồi bác sẽ đưa nó về nhà. Con Hà tính thế nào, bác là người hiểu rõ nhất, nên con cứ yên tâm, nhất định bác sẽ giải quyết ổn thỏa, không để con phải chịu thiệt thòi. Mẹ cứ đứng đấy ôm Tấm. Cô chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Phận chồng chung, ai mà thông cảm và cam chịu như Tấm được. Cô cứ nghĩ cô là người mạnh mẽ lắm. Ấy thế mà nghe được những lời này, cô lại không cầm được nước mắt. Cô khóc thành tiếng. Thấy Tấm khóc, ông Dũng cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Ông nhìn mẹ Tấm, ra hiệu hãy dỗ dành cô. Nhưng vô ích. Tấm sau bao nhiêu ngày gồng gánh, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bất thành. Về sau, ông buộc miệng nói chuyện này cho Tấm nghe. Con đừng lo gì cả, bác hứa sẽ đổi lại công bằng cho con. À, mà thằng Hoàng nó đang làm ở công ty bác đấy. Nó lanh lợi mà thật thà lắm, chẳng mấy mà lại làm chủ đấy. Nó nhờ bác chuyển lời là nó rất nhớ cháu và lúc nào cũng đợi... Mẹ Tấm thấy ông Dũng nói đến đây, liền huýt huýt tay cho ông không nói nữa. Ông có vẻ hiểu, rồi im lặng không nói thêm gì. Tấm nhìn ra ngoài đường nghĩ ngợi, chả biết Hoàng giờ thế nào. Chắc là mẹ cô thấy Hoàng thất nghiệp, nên nói ông Dũng nhận vào làm như một cách trả ơn đây mà. Thế cũng hay, anh ta có thể kiếm tiền giàu thực lực. Hắn là người thông minh, chỉ là do nhà thừa tiền quá,
nên chẳng phải làm gì. Trong thâm tâm, Tấm chưa bao giờ nghĩ sẽ quên được Hoàng, nhưng cô luôn tìm mọi cách để chối bỏ. Có đêm nằm mơ, những ký ức đẹp đẽ ùa về, giật mình tỉnh giấc, chỉ là màn đêm tăm tối. Tấm lại bật khóc thành tiếng nức nở. Tình cảm ấy chỉ nhiều hơn, chứ chưa bao giờ khô cạn. Ông Dũng nhắc tới càng làm cho Tấm thấy day dứt. Lúc anh giàu có, giúp đỡ mẹ cô biết bao nhiêu. Không có anh, chắc mẹ cô mấy lần đã chết hụt. Ấy thế mà giờ, người ta lỡ giận xa cơ, cô lại chối đây đẩy, quay về bên chồng để không phải chịu vất vả. Có phải cô cũng tệ bạc, vô ơn như nhà chồng cô không? Cô đã nghĩ họ rất xấu xa, thế còn bản thân cô thì thế nào? Càng nghĩ, Tấm càng tự trách bản thân mình bạc tình, bạc nghĩa. Về sau, Tấm động viên tâm can mình rằng anh Hoàng rất sáng dạ, rằng anh ấy sẽ có một cuộc sống như mơ với một người vợ hết mực yêu thương anh, như anh đã hàng hy sinh cho cô vậy.